Chị Phượng là hát con gái đảm đang đi chụp lau nhà đi em bớt thôi. Á cái con tao ghê. Hồi là thiệt kiểu Tốt ơi. Tốt, lại đây, tội nghiệp nó quá. Thấy nó mình ngại ngại quá. Qua đây lau bên đây nè em. Qua lau bệnh bệnh. Mình bệnh dơ với em, bệnh dơ, ừ. Trời ơi, má quá hả? Chưa. Thôi đi. Tốt. Chị xin lỗi đây đây. Không giận nữa, đây đây. Quay số với mày. Quay số. Trời ơi, nhìn còn ác hơn. Tốt. Chị giỡn nó lại đây. Chị giỡn cho. Nó nghe nè. Xuống xuống đấy mày. Xuống đi vô, về. Trời ơi. Và tới bây giờ là Biên Phùng Cát Thi và sẽ rất là hoan bởi tất cả các cô chú nhà anh chị nào mà chưa có khẩu trang ha. Và chưa có khẩu trang chúng ta và bước vào bên trong, chị em Phùng sẽ phát miễn phí khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cho bà con nha. Dạ thưa quý vị, à giờ cho nó vui vậy đó quý vị. Thì mong quý vị cũng đừng chỉ trích tội nghiệp tụi em. Dạ quý vị ơi, bây giờ Cát Thi xin nhắc lại thêm một lần nữa. Một lát quý vị nào mà có kinh hoặc là trúng thưởng nà tại Lưu Tương Nam thì quý vị mới lên sân khấu và kể cả ngồi bên dưới thì quý vị vui lòng mình bịt khẩu trang để giữ an toàn và chống dịch bệnh, cũng như là quý vị biết đó, xung quanh mình á những người đẹp đi bán vé phục vụ cho cô quý chị, cô chú anh chị, thì quý vị biết đó, cái mùa BD nó rất là nặng để mình chống, vừa chống dịch mà vừa chống cái mùa BD. Chứ thực sự đừng tự nhiên đang làm đàn ông mẹ chửi mày đó. Em là con gái chị. Đúng trời rồi. Em về đây em diễn cả tháng nay rồi. Các anh bảo vệ ngoài kia kìa. Sao? Anh nói em là BD con gái gì? Em nói sao? Em nói con gái. Con gái à? Đồng hồ kìa. Đồng hồ kia anh cần quay. Vâng, còn bây giờ chúng ta có lấy cái tay bắt đầu. Dạ xuống. Rồi, em chị nhé, em tay là chị gì? Để đồng hồ đi đi nè. Để rồi, đợi luôn em. Cái đứa nhỏ quá chứ quay cái đồng hồ nổi đâu. Đứng tới em. Anh em quay lồng cầu được không? Nhìn ra đây nó cao quá đúng không anh? Cái quay lồng cầu này nó nghe ngửi với em quá là chi nè. Trời ơi. Đồng hồ chạy em áp lực quá à. Em mà để gì chết trong heo cho chị. Rất là chào số nữa. Chị Phượng là hát con gái đảm đang đi chụp lau nhà đi em bớt. Trời á cái con tao ghê. Hồi là thiệt kiểu Tốt ơi. Tốt, lại đây, tội nghiệp nó quá. Thấy nó mình ngại ngại quá. Qua đây lau bên đây nè em. Mình bệnh dơ với em, bệnh dơ, ừ. Trời ơi, má quá hả? Chưa. Thôi đi. Tốt. Chị xin lỗi đây đây. Không giận nữa, đây đây. Quay số với mày. Quay số. Trời ơi, nhìn còn ác hơn. Tốt. Chị giỡn nó lại đây. Chị giỡn cho. Nó nghe nè. Xuống xuống đấy với mày. Xuống đi vô, về. Vâng ạ. Và tới bây giờ là Biên Phùng Cát Thi và sẽ rất là hoan bởi tất cả các cô chú nhà anh chị nào mà chưa có khẩu trang ha. Và chưa có khẩu trang chúng ta và bước vào bên trong, chị em Phùng sẽ phát miễn phí khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cho bà con nha. Dạ thưa quý vị, giờ cho nó vui vậy đó quý vị. Thì mong quý vị cũng đừng chỉ trích tội nghiệp tụi em. Dạ quý vị ơi, bây giờ Cát Thi xin nhắc lại thêm một lần nữa. Một lát quý vị nào mà có kinh hoặc là trúng thưởng nà tại Lưu Tương Nam thì quý vị bước lên sân khấu và kể cả ngồi bên dưới thì quý vị vui lòng mình bịt khẩu trang để giữ an toàn và chống dịch bệnh, cũng như là quý vị biết đó, xung quanh mình á những người đẹp đi bán vé phục vụ cho cô chú anh chị, thì quý vị biết đó, cái mùa BD nó rất là nặng để mình chống, vừa chống dịch mà vừa chống cái mùa BD. Chứ thực sự đừng tự nhiên đang làm đàn ông quá mẹ chửi mày đó. Em là con gái chị. Đúng trời rồi. Ơi, em về đây em diễn cả tháng nay rồi. Các anh bảo vệ ngoài kia kìa. Sao? Anh nói em là BD con gái gì? Em nói sao? Em nói con gái. Con gái à? Đồng hồ kìa. Đồng hồ kia anh cần quay. Vâng, còn bây giờ chúng ta có lấy cái tay bắt đầu. Dạ xuống. Rồi.
cao quá đúng không anh? Cái bên lồng cầu này nó ngang ngửa với em quá là chi nè. Trời ơi. Đồng hồ chạy em áp lực quá à. Em mà để gì chết trong heo cho chị. Rất là chào số của chú ơi. Chụp gì đây, chụp gì đây, mấy chị lên đây, chị ta mấy chị lên đây, chị đây. Thôi chú bắt đôi chị đường này, chẳng phải lên chờ lại đây. Mà nghe chú số, số gì đây, số gì ta. Chụp gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Dạ. Rồi thưa quý vị, thì kiểm tra thật là kỹ với em nha.
chị coi giá hôm nay nhiêu rồi chị? Dạ. Đó chị mở ra chị xem nha. Đây, giá con thì là vàng đá quý Phú Nhuận là BNC chú quý vị nha. Và địa chỉ mua vàng đó là 71 đường Âu Bích Khiêm, phường 10, quận 11. Và vàng ngày hôm nay đó là 2.643.000 đồng dạ. cho 5 tấn vàng chú quý vị. Rồi, hơn quá trời luôn, cảm ơn chị gái rất là nhiều. Quá. Và thưa quý vị, trong một đêm chúng ta sẽ có thời gian nghỉ giải lao nhiều giờ để quý vị có thể đi tham quan và mua sắm. Và chủ đề của đêm hôm nay đó là tiền đỉnh sông Ga. Và phần 2 sẽ có rất nhiều những người đẹp sẽ cùng quý vị như là người đẹp Linh An, người đẹp Yumi và em quý vị nha. Trời ơi, đua gì đây? Chạy xe hơi mà đua mà tốc độ ánh sáng về đây phục vụ tất cả quý vị. Và hy vọng rằng ở phần 2 sẽ mang tới nhiều điều hấp dẫn cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những giây phút nghỉ giải lao những giờ. Thế mà cả lát lâu tôi hôm nay cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thank you.